xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay vàng cho anh chị em mình giao lưu với chủ vườn ha. Thì em quay vườn của anh Thiện hôm nay cũng như mới giao lưu lần đầu với kênh anh em. Thì em sẽ mượn anh Thiện tư vấn cho anh chị em mình trong những cái cây trong clip ngày hôm nay ha. Thì anh em mình xem clip, mình thấy thích cái loại nào, mình có nhu cầu cần mua thì anh em mình sẽ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên cái tiêu đề để gặp anh chủ vườn anh Thiện giùm em ha. Thì anh Thiện cũng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em mình để anh em mình mua hàng cho nó dễ hơn. Còn đây là chủ vườn anh Thiện ha. Để mình chào tất cả mọi người nha. Rồi, hôm nay anh giao lưu bao nhiêu loại với loại nào thì anh giới thiệu cho anh em ta coi xem, nếu mà ưng ngắt thì ta sẽ liên hệ với anh ha. Rồi, hôm nay mình có vườn, mình có giới thiệu các loại giống như loại một mùa, hai mùa với ba mùa. Rồi. Rồi, các loại giống như giảo Thủ Đức, giảo Siêu Nụ với giảo Đa Phúc. Rồi. Giảo Ước Cúc Thọ Hương với giảo Tuổi Xoắn. Rồi, mình đi từng loại đi để nói gì nhiều khi ta cũng nhớ. Rồi, bây giờ là cái loại rễ rắn ghép giảo Đa Phúc, giảo Thủ Đức với hai loại mai gốc nhớt rễ xoắn ghép giảo Đa Phúc với Thủ Đức, gồm có hai loại nha. Thì anh em mình lấy cái loại nào thì anh em mình nhớ mình để mình điện vô chủ vườn để nói cho nó rõ mặt đó anh em ha. Rồi này, đế quái, đế bông, bế ở trong bể. Đây là mình quấn bao nhiêu loại rễ tổng cộng hết á? Nói chung là cũng nhiều loại, đa dạng rễ lắm. Nhưng mà hầu như cây nào cũng có quấn hết ha. Dạ, cây nào cũng có quấn rễ. Ví dụ như anh có quấn cái loại nào để em quay để cho anh khách người ta biết để người ta lấy cái loại nào á? Còn như là rễ gắn nè, rễ hình lò xo, rễ hình trái bí. Đây, rễ gắn đây ha, rất là nhiều nụt nha. Rễ củ củ đặc. Còn đây là lò xo nè ha. Coi, đây là rễ bệ, rễ bí là rễ lò xo cục ha. Đây, nói chung là cũng rất là đa dạng. Thì anh em mình muốn lấy cái loại nào thì mình sẽ điện vô chủ vườn để anh em mình nói nha. Cái này là khoảng bao nhiêu tiền một cây ha anh Thiện? Loại này, loại rễ gắn là hiện giờ là bán giá 120.000 cây. 5 cây gửi hàng là 10 cây đồng giá hết luôn phải không? Dạ. Đồng giá hết. 5 cây bao ship. Đồng giá hết luôn lên nha anh em. Rồi. Điều nhiều loại rễ nhưng mà một có loại giá thôi, 120.000. Loại này 120 còn loại này rẻ hơn. Bao nhiêu xong cái nào xong cái đó đi. Cái này bao nhiêu tiền một cây, bao nhiêu cây gửi hàng? Bây giờ là 120.000 với 5 cây gửi hàng. Rồi 5 cây bao ship luôn. Hai cây có gửi không, ba cây? Hai cây gửi hàng, gửi hết. Là hai cây bao ship. Hai cây gửi hàng, 5 cây bao ship ha. 10 cây tặng cây luôn. Hai gửi hàng, 5 bao ship và 10 thì tặng một nha. Đây rễ đây ha. Cái này ghép giảo Thủ Đức này ghép cũng tầm khoảng 7-8 tháng tuổi gì hết em. Vô dây dựng ngọn cho anh em mình rồi, chiều cao thì đây trung bình nó tầm khoảng 25-30 cm ha. Cây thì nằm chọn C7. Lô này có ít không nhiều không? Rồi mình tiếp tục cái lô nhỏ hơn ha. Rồi cái lô thứ hai là cũng ba giống đó luôn, nó cũng giảo Thủ Đức, giảo Siêu Nụ với giảo Đa Phúc. Rồi đây vẫn rễ kiểu cũng đủ kiểu hết, bí nổi để lên đẹp luôn. Này làm chỗ C6 nha anh em. Làm chỗ loại này C6. Bao nhiêu tiền một cây ạ? Giá 50.000 một cây. Giá 50 thôi ha anh em. Được cái củ rất là đẹp ha, củ bí luôn nè. Cái này thì về anh em mình đam trồng vô tư ha. Cái này về anh em mình rút cái bỏ cái chậu nhỏ này ra, anh em mình đam ra đất anh em mình trồng thôi. Cây ở đây thì em thấy làm cũng rất là kỹ cho anh chị em mình nè, đã vô dây dựng ngọn đường thân rất là đẹp cho anh chị em mình rồi ha. Thì cái này về anh em mình chỉ việc là trồng ra đất thôi. Có ba giống ha anh em, Thủ Đức, Đa Phúc với Siêu Nụ ha. Đồng giá tiền. Cái này bao nhiêu cây mình gửi hàng luôn? Cũng là hai cây gửi hàng, 5 cây mình bao ship. Hai cây gửi hàng, 5 cây bao ship, 10 vẫn tặng một phải không? Đúng rồi. 10 dẫn tầng 1. Rồi mình kế tiếp luôn. Cái lô nhỏ này mình còn số lượng nhiều ha. Lô nhỏ còn số lượng nhiều. Rất là điều cây nha anh em, chứ không phải lựa cái cây nào mà bự mà quay cho anh em mình đâu. Cây này thì ghép cũng khoảng cái này giống cả năm chứ. Cũng một mùa. Chiều cao thì cũng 25-30 ha, nằm chậu C6. Cái điều cây nha anh em. Này giống Cúc Thọ Hương. Loại này thì rẻ hơn, ghép non hơn xíu. Này cũng khoảng 7-8 tháng tuổi ha. Loại này thì giá 35.000 cây. Chiều cao cũng khoảng là 20-25 cm. Cũng là hàng quấn rễ ha, quấn rễ cũng đa dạng, củ bê bí, lò xo rồi quấn một hai vòng cũng có ha. Giá chỉ có 35.000, bao nhiêu cây mình gửi hàng? 3 cây gửi hàng. 3 cây thì mình gửi hàng ha, 5 cây thì 5 cây sẽ được bao ship luôn. Và vẫn là 10 tặng 1 cho anh chị em mình luôn. Rồi tiếp tục là giảo Tuổi Xoắn. Này nhiêu luôn. Này nó cũng 35.000 cây luôn. 35.000 cây luôn nha anh em. Này anh em mình có thể là gom lấy vừa lấy Thọ Hương mà vừa lấy mai xoắn luôn cũng được ha. Mai xoắn thì ghép
cái chột ghép của mình nó cao hơn. Với cái giá tiền này em thấy nó rất là rẻ luôn á anh em. Ha. Nằm chậu C6 mà giá như cây cây như vậy thôi mà nó có ba mấy ngàn, 35 ngàn mà. Số lượng cũng còn ít ha. Ba gửi hàng, năm bao ship nữa, rồi thêm 10 được tặng một nữa. Em thấy cái giá này rất là ok cho anh em mình chơi ha. Rồi, tiếp luôn. Rồi. Mình còn cái loại bự bên kia đúng không? Dạ. Làm cũng cây cũng thấy rất là kỹ ha, cây sạch sẽ sung. Có cái lô bự này, cái lô bự này đẹp quá mà số lượng còn ít nè. Nãy nó 120 phải không? Đúng rồi. Cái lô chỉ này còn 120 ngàn mà chứ còn ít, còn có vài chục cây à, khoảng 50 cây đổ lại thôi. Em thấy cái lô này nó còn rất là đẹp nhưng mà số lượng cây nó rất là ít ha, thì anh em mình có thể là tranh thủ, anh em nào mà xem được trước thì anh em mình có nhu cầu mình mua. Chứ em thấy nó có 120 ngàn thôi. Còn cái lô 50 ngàn của mình thì còn nhiều ha, với 35 ngàn. À, tiếp theo luôn. Tiếp tục là cái lô phôi gốc quấn rễ. Ghép các loại giống mới như hương lá cẩm thạch nè, siêu bông Sài Gòn, cúc tư long, cúc thọ hương, rồi cúc quả hồng thanh tú, năm loại. Đây là một cái lô phôi gốc mai vàng, bứng lên vô chậu xong mạnh khỏe ghép cho anh chị em mình ha, thì gồm có là 5 loại giống, thọ hương cẩm thạch, cúc hoa hồng, đa phúc, cái gì nữa, siêu bông Sài Gòn, rồi cúc tư long gồm có 5 loại ha. Ở đây giá tiền nó đồng nhau không? Thấy sao hai này là cũng vậy? Tùy cây ha, mình liên hệ chủ vườn đi mình đấu giá tiền cây. Vậy ha. Chứ này em thấy nên tại vì do là gốc mai vườn anh em nên nó sẽ cái độ lớn, độ nhỏ, độ quái của nó sẽ chênh lệch khác nhau. Ha, đây anh em thấy không? Có cây đứng, có cây nằm, có cây cũ, có cây trơn tùm lum hết trơn à. Thì đây gồm có 5 loại giống. Giá trung bình của mình bao nhiêu để khách biết ha? Giá từ 100 cho tới 500 ngàn thôi. 100 cho đến 500 ngàn ha, tùy theo cây và cũng tùy theo giống nữa. Thì 100 đến 500 thì cái này anh em mình liên hệ riêng với nhà vườn giùm em nha. Ở đây hiện tại đã ghép sung lên thế này cho anh em mình rồi. Vô dây dựng ngọn em thấy cũng số. Nhưng mà tại vì kích thước cây nó lộn xộn quá anh em, nó có bự có, nhỏ có thì anh em mình liên hệ riêng cái này giùm em ha. Rồi, anh em mình tiếp tục luôn. Rồi qua một cái lô hàng chơi Tết ha anh em. Lô này lô lớn hàng chơi Tết. Lô này lớn, lô này giá 3 mùa. Giá 3 mùa. Cây mấy giống ha anh? Cũng là ba giống Thủ Đức, siêu nụ Thủ Đức, Phú Tân. Thủ Đức, Phú Tân, siêu nụ, đa phúc là 4 loại. Rồi. Nó đều cỡ không? Nó đồng giá tiền không? Đồng giá. Đồng giá tiền luôn ha. Rồi, cây này cây giả Thủ Đức. Cụ rất là to, cụ già luôn nha anh em. Đây cây. Mùa cụ đẹp luôn. Hàng cây. Cụ đẹp này còn ít nha. Em thấy cái này, cái cây này nó rất là già nha anh em. Cái tàn của nó tuy rằng không quá lớn tại vì đây chủ vườn ta chỉnh sửa từng cây ha, cái cốt nè, cái cốt người chỉnh rất là nhiều tinh cây nên nó sẽ chậm lớn hơn những dòng thả thẳng ha, nên mình cũng có cái độ so sánh tí nha. Cây như thế này là bao nhiêu tiền một cây ha anh? Chỉ 250 ngàn một cây thôi. 250 một cây. Bao nhiêu cây mình gửi, bao nhiêu cây mình bao ship? Một cây mình cũng gửi luôn. Như là hai cây 500 ngàn bao ship. Một cây là chỉ gửi hàng không bao ship ha. Còn mà hai cây thì anh em mình sẽ được bao ship. Đây em thấy quấn rễ rất là đẹp ha. Đủ kiểu hết. Nguyên cái lần này đã ghê không? Liều gan luôn. Cây này thì được cái là già, cây này cũng khoảng 3 năm ngoài tuổi nha anh em. Cây lúc mà mình tính lúc mà thời điểm mình ghép á, giống như cái cây hồi nãy là cái giống như 50 ngàn đi, cái lô 50 ngàn hồi nãy đó là mình đa thì mình trồng khoảng 3 năm thì nó sẽ được cây như vậy. 50 ngàn thì mình trồng 3 năm thì nó ra 250 ngàn thì nó cũng hợp lý ha. Đa phúc đang có hoa luôn. Đa phúc, mặt bông đa phúc rất là to luôn ha. Lúc gà quay cho anh em mình có mặt bông coi hết. Lô đa phúc này mình giá làm sao ha? Cũng đồng giá luôn, 250 ngàn cây. Tại vì em thấy cái phần cũ của nó không bằng á. Đừng cái đường thân thì nó già, có cái lô Thủ Đức hồi nãy thì cũ đẹp, còn này là siêu nụ. Siêu nụ. Vàng nụ dữ vàng luôn. Đừng cái lô này em thấy nó già cây. Nên là Phú Tân. Phú Tân ha. Mình khi mà mình gửi hàng cho khách đó là cũ, cái mức độ cũ này nè, trung bình ngang nhau không ta? Hay là cũng tầm trung mà. Lô nói chung là lô này mình ưu tiên ai giá sỉ tại vườn đi. Ai lấy sỉ ha. Lấy sỉ là vườn có giá ưu đãi không? Phú Tân. Cũng có cũ, có tung, có lớn đây, hàng cũ trung nè. Cũ bự lắm nha nè. Cũ này trung bình em thấy có một cái số cây trội nó khoảng cổ tay của mình ha. Còn cái hàng trung trung hơn nó bự hơn chân cái. Nhưng mà đặc biệt đường cái thì cái tàn của nó rất là già.
ha, gọn gọn cây nhưng mà cắt đôn nhiều năm nó già cây anh em. Chiều cao ở đây thì mình lấy trung bình tầm khoảng là 325 ha, 30 đi mình thấy. 30, Chiều cao mình lấy 30. trung bình từ 30 cho đến 40 cm ha anh em. Tùy theo cao thấp, anh em mình có nhu cầu lấy cây cao thì mình cứ điện vô nhà vườn. Lúc mà anh em mình điện vô nhà vườn, anh em mình nói chuyện nó rất là dễ. Ví dụ lấy cho tôi cây Thủ Đức 250, một cây Đa Phúc 250 là cặp 500, ta bao ship. Lấy cho tôi cây cao cao một tí khoảng 40, hoặc là lấy cao khoảng 35, khoảng 30 gì đó, tàn lùng liền cốt già gì đó, anh em muốn nói sao với chủ vườn thì lúc đó anh em mua thì mình sẽ điện vô chủ vườn. Có thể là mình kết Zalo, mình gọi điện luôn cũng được. Kết bạn Zalo gọi điện trực tiếp cho chủ vườn thì chủ vườn người ta sẽ ra gọi cây chính xác cho anh chị em mình lựa luôn cho nó dễ lúc. Chọn cái nào gửi cái đó. Đúng rồi. Còn nhiều khi quay video cho anh em mình đó thì cả một vườn vậy đâu có khi nào quay chính xác, thì nhiều khi bốc trong đây nè, mỗi người mỗi ý. Nhưng mà đa số em thấy gọi ngay cái cây nào cái là anh em mình nói cái cây đó đẹp ha, cái nói sau lúc quay cây đẹp mà lúc gửi cây xấu, tại vì nhiều người nhiều ý lắm anh em. Có người phái cũ này, có người phái cũ kia, tuy rằng nó đẹp với chủ vườn đi, chủ vườn nói đẹp gửi cho anh em, nhiều khi anh em mình ra không ưng con mắt nó cũng chừng, tại vì mỗi người mỗi cách nhìn mà. Nên lúc mà mình mua thì mình gọi Zalo cho chủ vườn đi. Chủ vườn người ta sẽ gọi từng cây, ta đóng hàng cho anh chị em mình luôn cho nó khỏe. Tại mua bán qua mạng thì mình sẽ phải chịu những cái phần đó thôi. Tâm người 10 ý mà, 9 người 10 ý mà. Lâu này cũng ít, chỉ khoảng 150 cây thôi à. Ừ, hết luôn phải không? 4 loại phải Hai bốn loại luôn. không? 4 loại khoảng 150 cây. Ai Rồi, lấy giá còn sỉ bán Tết thì giá ưu đãi hơn. Ai lấy số lượng thì cứ điện ha. Và mình còn lô nào nữa không anh ơi? Không. Rồi vậy là hết ha. Thì tổng bên kia mai giống gồm có 35.000 một cây là 3 gửi hàng 5 bao ship, 50.000 một cây nữa là 2 gửi hàng 5 bao ship. Rồi 120.000 một cây, 2 gửi hàng cũng là 5 bao ship luôn, nhưng mà tất cả thì 10 cây đều được tặng một ha. Anh em mình có thể là lấy 3 cây 120, 3 cây 50 và 4 cây 35.000 gì đó, gom lại đủ 10 cây thì nhà vườn người ta cũng sẽ tặng cho anh em. Nhưng mà một trường hợp đó anh em mua thì người ta sẽ tặng theo cái giá trị cây anh em mua nó nhiều hay ít, thì người ta sẽ tặng cái loại 50 hay là 35 hoặc là 120 ha. Còn cái loại bên đây thì đồng giá là 250.000 một cặp, gồm có 4 giống Đa Phúc, Thủ Đức, Phú Tân, Phú Tân, siêu nụ. siêu nụ, gồm có 4 loại ha, đồng giá là 250.000 một cây, cây 3 năm tuổi ngoài. Củ đẹp cho anh chị em mình về chơi Tết ha. Chiều cao lấy trung bình từ 30 cho đến 40 cm. Hai cây thì bao ship, một cây thì gửi hàng không bao ship ha. Rồi mọi chi tiết thì anh em mình đã nắm, anh em mình có nhu cầu mua thì anh em mình sẽ liên hệ bên nhà vườn. À, chứ quên, nó thêm một cái lô bên đây ha, từ giá từ 100.000 cho đến 500.000 một cây, gốc phôi mai vàng ha, ghép mai giống. Anh em mình có nhu cầu thì mình sẽ liên hệ bên chủ vườn cho em mọi chi tiết luôn nha. Em cảm ơn chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ em trong thời gian qua, thêm một lần nữa rất là nhiều.